theo chúng con xin kính gửi đến chư vị cũng một tin bản sanh nữa, cũng của Ban Hồ Niệm Thái Bình. Hương linh bà Trịnh Thị Thêu, pháp danh Diệu Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Ban Hồ Niệm Thái Bình chúng con vô cùng hoan hỷ báo tin vui. Phật tử Trịnh Thị Thêu được hộ niệm vô cùng viên mãn. Phật tử Trịnh Thị Thêu 30 tuổi. 5 năm trước cô đi xuất khẩu lao động làm bên Đài Loan. Làm được 3 năm thì cô về Việt Nam xin làm nhân viên văn phòng cho công ty Đài Loan. Cô lấy chồng sinh được một người con gái. Con gái được 5 tháng tuổi, cô đi khám bệnh thì phát hiện bệnh ung thư dạ dày di căn vào gan. Chồng cô và bố mẹ chồng không tin Phật Pháp. Cô có tâm sự với người bác có tu hành theo pháp hộ niệm. Cô nói, khi bị bệnh ung thư, cô đọc nhiều kinh, thấy đời người làm không biết bao nhiêu tội. Cháu sợ lắm, chỉ muốn về Tây Phương thôi. Bây giờ cổ cháu thì bằng cái kim, bụng thì to như cái trống. Cháu mà không về Tây Phương thì cháu phải đọa làm ngạ quỷ thì khổ lắm. Cô Trịnh Thị Thêu đã giác ngộ Phật Pháp, biết đời là bể khổ. Lại được người bác chia sẻ hướng dẫn con đường niệm Phật hộ niệm cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cô hết lòng tin tưởng vào pháp hộ niệm, quyết lòng niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hơn một tháng nay cô mệt yếu hơn, cô báo gia đình mời ban hộ niệm giúp cô để hoàn thành tâm nguyện của mình. Ngày nhận ca hộ niệm xong thì mẹ đẻ hết lòng hộ trì giúp con gái mình vãng sanh, nhưng chồng và bố mẹ chồng không tin lắm, nhưng không cản trở gì, vẫn ủng hộ hết mình làm theo tâm nguyện của con dâu. Cô rất quyết tâm vãng sanh. Cô có nói nếu không đồng ý mời ban hộ niệm, con sẽ đi nơi khác để vãng sanh. Gia đình nhà chồng hộ trì kém thì cháu phải tự cố gắng quyết tâm hơn thôi. Nhờ cô có tín nguyện hạnh đầy đủ và thực sự tha thiết muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, được Phật Bồ Tát, chư Thiên Long hộ pháp gia trì giúp đỡ ngày ra đi, nên Phật tử Trịnh Thị Thêu tỉnh táo đến gần những phút cuối cùng, được mẹ đẻ và các chị em bảo vệ nhắc nhở giữ chánh niệm. Nhưng do nghiệp chướng và công phu tu hành mới niệm Phật còn yếu kém, nên lúc xả bỏ báo thân cô bị đau đớn, co rúm tay người lại. Do sức định vào câu Phật hiệu A-di-đà còn yếu nên không niệm được câu Phật hiệu khi đau đớn đến khi tắt hơi thở. Tướng cô chuyển chậm 4-5 tiếng đồng hồ miệng mới khép hết lại. Sau 14 tiếng được niệm Phật hộ niệm, cô để lại thoại tướng mềm mại, môi lúc mới lâm chung rất nhợt nhạt, trắng bạch. Sau 14 giờ thì đỡ nhạt và đậm hơn. Gia đình phát tâm niệm Phật thêm gần 2 tiếng nữa, kiểm tra lại thân thể rất mềm mại. Qua ca hộ niệm, chúng ta rút ra một bài học kinh nghiệm về sự vô thường và hàng phàm phu tục tử. Nếu không có pháp hộ niệm, chắc chắn chúng ta sẽ không thoát khỏi luân hồi sinh tử, tam đồ ác đạo. Pháp hộ niệm là phương pháp cứu cánh viên mãn nhất, là phao cứu trợ duy nhất cho hàng phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng, một đời này có cơ hội hoàn thành tâm nguyện cao cả là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tín nguyện hạnh hoàn toàn là do chính mình, mỗi cá nhân tự quyết định lấy, không phải ở nơi Phật, gia đình, thân bằng, quyến thuộc, ban hộ niệm, bạn đạo đồng tu, không ai có năng lực cứu được mình cả, chỉ có chính mình mới cứu được mình. Được sự thành tựu này, ban hộ niệm chúng con thành kính tri ân và cảm niệm công đức của trên quý chư tôn đức tăng ni đã từ bi tham gia chứng minh cho pháp hộ niệm. Chúng con xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã hoằng dương chánh pháp, hướng dẫn chỉ bày tường tận tỉ mỉ phương pháp hộ niệm, mà đến nay hàng ngày trên đất nước Việt Nam đều có người vãng sanh ngay trước mắt. Chúng con xin tán thán và tùy hỷ công đức toàn thể đại chúng khắp nơi đã tham gia niệm Phật hộ niệm hồi hướng cho Phật tử Trịnh Thị Thêu được thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.